Theo tờ Le Parisien, Chelsea hiện coi Neymar là mục tiêu chuyển nhượng ở mùa hè 2023. The Blue đang liên hệ xem ngôi sao người Brazil có muốn rời PSG hay không trước khi đưa ra lời đề nghị chính thức với đội bóng nước Pháp. Theo Mundo Deportivo, huấn luyện viên Xavi đã yêu cầu ban lãnh đạo Barca chiêu mộ Bernardo Silva trong mùa hè này. Tiền vệ người Bồ Đào Nha hiện được Transfer Market định giá lên tới 68 triệu bảng. Ngoài Barca, một số câu lạc bộ từ Saudi Arabia cũng muốn sở hữu Bernardo Silva. Dù vậy, phía Manchester City không có động thái cho thấy muốn để cầu thủ 28 tuổi ra đi. Trang chủ Barca vừa xác nhận chiêu mộ thành công Vitor Roque từ câu lạc bộ Atlético Paranaense của Brazil. Để sở hữu ngôi sao 18 tuổi, đội chủ sân Camp Nou đã phải chi tới 40 triệu euro. AC Milan vừa xác nhận chiêu mộ thành công Christian Pulisic từ Chelsea. Giá trị của thương vụ này là 19 triệu bảng. Tiền vệ người Mỹ ký hợp đồng 4 năm với Rossoneri, khoác áo số 11. Theo Sky Sport, Atletico Madrid đã đồng ý bán Renan Lodi cho Marseille với giá khoảng 13 triệu euro. Cầu thủ người Brazil đã kiểm tra y tế thành công và sẵn sàng ra mắt đội bóng mới. Sky Sport cho biết, MU chuẩn bị hoàn tất việc ký hợp đồng với Andre Onana từ Inter Milan với mức phí 42,7 triệu bảng, có thể cộng với 4,2 triệu bảng phụ phí. Thương vụ này sẽ được công bố trong ít ngày tới. Tờ Daily Mail cho biết MU đang quan tâm tới Harvey Barnes của Leicester. Để sở hữu cầu thủ 25 tuổi, Quỷ Đỏ cần vượt qua sự cạnh tranh từ Newcastle. Harvey Barnes hiện được Transfer Market định giá khoảng 30 triệu bảng. Le Parisien đưa tin Dusan Vlahovic đã trở thành mục tiêu hàng đầu của PSG ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2023. Chelsea cũng đang đặc biệt quan tâm tới tiền đạo này. Phía Juventus ra giá 65 triệu bảng cho chân sút 23 tuổi. Tờ Goal đưa tin Jordan Henderson sẽ không rời Liverpool trong mùa hè này. Dù nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn từ Saudi Arabia, nhưng tiền vệ 33 tuổi muốn tiếp tục gắn bó với De Kop, qua đó giữ hy vọng góp mặt trong đội hình đội tuyển Anh tham dự vòng chung kết Euro 2024.